Wow, đây à, đấy là kinh nhỉ. Bị lừa rồi, bị lừa. Where are you from? Canada. 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 À. What's your name? Chris. Yes. Chris. Chris. Yes. Please, one, please one. Phát lừa, chơi phát lừa. Như bạn này là biết chơi rồi đấy. Wow. Very good. Yeah. À đấy, bay ra đi, lắc mạnh à. Thank you. Đá đô mạnh lên xem nào. Chung đi từ từ sẽ bay. Không, và phát đạo quay xem nào. Giày mông đập vào tivi rồi. Xong mừng lên đu ông anh cõng lên cổ. Em chỉ cần bám cái tay ở trên thôi. Không quay phần dưới. Quay được. Đu mãi rồi những người đầu tiên đây. Hôm chị trồng cây chuối chị bị ngã là chị mới chấn thương không tập nữa ấy. Ngày đầu mừng anh Thu lại trồng cây chuối. Đây. Đoạn cuối bay đi. Bay đây. Đẳng cấp vượt trội. Sang bên này. Ngoài này mới đẹp. Quá đẹp quả này đúng không? Ừ. Quả lên tivi nhảy như ra ngoài tivi. Tay khỏe lắm. Quả ấy đẹp quá anh chủ. Khỏe bàn tay. Quan trọng là cái ngón tay ấy. Nó còn bay ở mầm nhỉ? Nó
nó chơi nhiều. Hai cái cát là rộng nó bay ra khỏi cột là không sao. Mình là bị hạn chế thành cái nguy hiểm. Thành cái rất nguy hiểm. Đập là thành xong. Đập ngã người, đập giữa. Được đấy. Xoay. Ngoài tay rồi đấy, đúng không? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.